sẵn cuộc sống hạnh phúc của các bạn gấu liêu Gucci xinh xắn nào. Trong ngôi nhà thỏ trắng, bác gấu đang uống trà và chăm em bé tại phòng khách ấm áp. Tầng trên là phòng ngủ của gia đình Nhiếm, có một cái giường to cùng những chiếc ghế nhỏ xinh. Phòng ngủ của bé siêu cool với rất nhiều đồ chơi, ngựa gỗ, gấu bông nữa nè. Ôi ôi, mùi thơm phương phức đang phát ra từ nhà bếp của bác gấu. Thơm ngon quá đi. Giờ thì ra chăm sóc vườn rau cùng bạn Cừu nào. Rau được phân luống rất tỉ mỉ, xà lách nè, bắp cải, cà rốt. Ở cạnh hàng rào, chuột Nippo vui vẻ tưới nước cho hoa, trong khi Nhiếm Mắt Bi xin năng quét sân nhà. Xong việc rồi, nghỉ tay dùng tiệc trà cùng thỏ trắng thôi. Ồ, gia đình gấu trúc đang ăn kem rất ngon kìa, phải mong tới tiệm kem xinh xắn thưởng thức ngay thôi. Mùa hè mà được đi biển như bạn Koala thì thích nhỉ. Mọi thứ đã sẵn sàng, Koala ăn nốt cây kem rồi xuống biển nào. Còn sóc chuột được dịp lắc lư thỏa thích trên bãi biển, nhớ tìm ngay bạn ấy trong hộp dễ bí ẩn nhé. Các bé hãy cùng bạn bè sưu tập và tạo nên những ngôi làng thật dễ thương như thế này nha.